Chào mừng các em đã quay trở lại với lớp học của Mèo học văn cùng với cô Lê Thắm. Và ngày hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục một chuyên đề mới nha các bạn. Cô gửi lời chào đầu tiên đến Quỳnh Trần. Chúng ta sẽ cùng nhau comment con số 5 để cùng chào nhau các bạn nhé. Cô chào Thanh Trúc. Chúng ta sẽ cùng comment con số 5. Con số 5, con số của hành động. Con số 5 để chúng ta cùng tương tác, cùng chào nhau nha các bạn. Cô chào Nguyễn Linh. Cô chào Giang. Tối ngày hôm nay thì cái chuyên đề này cô tin chắc một điều rằng là sẽ bổ trợ cho các bạn, không chỉ là các bạn lớp 10 đâu, mà các anh chị lớp 11, lớp 12 hay các em lớp 8, lớp 9 cũng sẽ vận dụng được rất là nhiều kiến thức của buổi tối ngày hôm nay. Cô gửi lời chào tiếp theo đến bạn Hương. Cô chào Ngọc Dung, cô chào Phùng Văn Thiện nha. Rất là tuyệt vời, đã 22 bạn lên xem live rồi. Chỉ còn 1 đến 2 phút nữa thôi thì cô trò chúng ta sẽ bắt đầu buổi live ngày hôm nay nha các bạn. Chúng ta hãy comment con số 5 xuống phía dưới để chúng ta cùng tương tác, cùng chào nhau, cùng chào các bạn nhé. Cô chào Giang, cô chào Ngọc Tú. Cô chào Yến Anh. Cô chào Thục Trinh. Cô gửi lời chào tiếp theo đến Trần Thảo, đến Ngọc Hiền. Cô chào Thu Trang. Đó, rất là tuyệt vời. Cô gửi lời chào tiếp theo đến Nguyễn Vân, đến bạn Phạm Quang, đến Bông Bé nhé. Đúng rồi, hãy comment con số 5, con số của hành động các bạn nhé. Con số của hành động, con số của hành động. Cô có một tin vui cho các bạn như thế này. Ở buổi live tiếp theo, cô Thắm sẽ chia sẻ với các bạn một cái chuyên đề mà giúp cho các bạn xác định được điểm mạnh của các bạn, xác định được điểm mạnh của các bạn. Đó. Cô chào Thanh Xuân. Cô chào Phương Thảo. Cô chào Nguyễn Duy Khánh. Cô chào Minh Lý. Cô gửi lời chào tiếp theo đến Trà My. Đúng rồi, hãy tăng tên những người bạn của mình vào. Hãy tăng tên những người bạn của mình vào. Các bạn lưu ý nhé. Ở buổi live tiếp theo, cô Thắm sẽ định hướng cho các bạn một chuyên đề sẽ không có ở trong các cái buổi live trước đó, mà đây là một trong những chuyên đề có thể giúp cho các bạn rất nhiều, rất nhiều. Không chỉ học kỳ tới mà còn có thể giúp cho các bạn định hình và xác định được điểm mạnh của các bạn là gì để chúng ta phát huy các bạn nhé. Cô chào Thanh Bình. Vậy là đã 35 bạn lên xem live rồi, 41 bạn rồi, rất là tuyệt vời. Cô chào Cẩm Tú. Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng buổi học ngày hôm nay? Bao nhiêu bạn đã sẵn sàng vào buổi chia sẻ ngày hôm nay? Thì hãy comment con số 6. Con số 6 đây nào các bạn. Hãy comment con số 6 nhé, để chúng ta bắt đầu buổi live ngày hôm nay. Cô chào Cẩm Tú, cô chào Thu Hường, cô chào Trang Nguyễn. Cô chào Thanh Xuân. Cô chào Huyền Diệu. Cô chào Ánh Tuyết. Đúng rồi, hãy comment con số 6. Hãy comment con số 6 đây nào các bạn. Nguyễn Linh, Quỳnh Hương, Huyền Diệu. Bạn An, bạn Thu Hường đã sẵn sàng, đã comment con số 6 rồi. Và ngay sau đây thì cô Thắm sẽ không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi live của chúng ta ngày hôm nay nha các bạn, với 500% năng lượng nha. Huỳnh Duy Khang, em đậu nguyện vọng 1 rồi, chúc mừng em nha. Rất là tuyệt vời. Cô chào Phương Thảo, cô chào Thùy Linh, cô chào Trần Thư. Cô gửi lời chúc mừng đến tất cả những bạn đã thi đỗ vào những trường mà các bạn mong muốn ở kỳ thi vừa rồi, và chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành xong kỳ thi ngoạn mục. Và ngày hôm nay cô Thắm sẽ chia sẻ với các bạn một chuyên đề sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong khoảng thời gian tới.
Và con số 6 đã hiện lên trên màn hình rất là nhiều rồi. Và cô Thắm sẽ không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay thôi. Phần đầu tiên cô sẽ định hướng cho các bạn đó là để ôn bài hiệu quả. Và ở đây các bạn có thể vận dụng không chỉ là môn văn mà các bạn có thể vận dụng các môn khác. Các bạn chú ý nhé, các bạn có thể vận dụng vào tất cả các môn học khác nha. Và có thể là tới đây thì cô sẽ mở thêm một nhóm để định hướng cho các bạn. Những bạn nào mà mong muốn thi khối C và khối D, vậy thì khối C cô có thể bổ trợ cho các bạn không chỉ là môn văn, có thể là môn địa và môn sử. Ngoài ra thì bổ trợ cho các bạn môn văn để những bạn nào mà thi khối D. Vậy thì các bạn lưu ý nhé, khi chúng ta lên lớp 10 chúng ta sẽ cố gắng và chúng ta xác định khối thi của chúng ta. Chúng ta sẽ xác định khối thi của chúng ta để chúng ta tập trung. Chúng ta tập trung thời gian, chúng ta sẽ tập trung vào môn học đó. Cô chào bạn Ngân, cô chào Lê Quốc Trọng. Rồi, phần đầu tiên ôn bài hiệu quả này, các bạn chú ý này, để ôn bài hiệu quả thì các bạn lưu ý cho cô như sau. Thứ nhất, chúng ta muốn ôn bài được không chỉ là môn văn mà tất cả các môn học khác thì các bạn cần lưu ý cho cô như sau. Chúng ta cần phải xác định được rằng là trí nhớ của chúng ta như thế nào, đúng không? Trí nhớ có 3 giai đoạn là nhập dữ liệu, ghi nhớ và nhớ lại. Các bạn lưu ý nhé, phần này cô sẽ ghi rất là rõ ràng cho các bạn để các bạn xác định một cách dễ hiểu nhất. Đúng rồi, hãy tăng tên những người bạn của mình vào. Rồi, cô sẽ định hướng các bạn luôn. Các bạn chú ý cho cô này. Chúng ta sẽ xác định này. Thứ nhất, đó là trí nhớ. Trí nhớ của chúng ta sẽ có 3 giai đoạn. Có 3 giai đoạn, các bạn lưu ý nhé. Có 3 giai đoạn. Đó là gì? Trí nhớ này có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, cô viết tắt này. Giai đoạn 1, đó là nhập dữ liệu. Giai đoạn 1, nhập dữ liệu. Giai đoạn 2, các bạn chú ý cho cô, giai đoạn 1 đó là nhập dữ liệu. Giai đoạn 2 đó là ghi nhớ. Giai đoạn 2, ghi nhớ. Giai đoạn 3, đó là gì? Đó là nhớ lại các bạn nhé, đó là nhớ lại. Trí nhớ chúng ta có 3 giai đoạn, đó là nhập dữ liệu, đó là ghi nhớ và nhớ lại. Và các bạn lưu ý cho cô như sau. Cô sẽ vẽ một cái mô hình như thế này cho các bạn dễ xác định này. Đây, cô sẽ vẽ như thế này cho các bạn dễ xác định nhé. Đầu tiên, các bạn lưu ý cho cô này, chúng ta muốn nhớ một nội dung nào đó thì các bạn cần hiểu được là trí nhớ của chúng ta sẽ có 3 giai đoạn. Một đó là gì? Đó là nhập dữ liệu. Hai đó là ghi nhớ. Ba đó là nhớ lại. Vậy thì 90%, các bạn lưu ý này, 90% kiến thức mà chúng ta muốn nhớ được nó thuộc về phần nào, đúng không? Phần tiếp theo đó là 80%. Tiếp theo 70%. Rồi 50%, 30% chúng ta sẽ học qua cái cách học như thế nào, 20% và cuối cùng mới là phần 10%. Các bạn chú ý cho cô nhé, 10%, bây giờ cô sẽ xác định cho các bạn này. 10% nếu như các bạn chỉ đọc thôi, nếu như chúng ta chỉ học bằng cách học thông thường, các bạn lưu ý nhé. Nếu như chúng ta chỉ học bằng cách học thông thường thì 10% nếu như chúng ta chỉ đọc thì chỉ chiếm 10% thôi các bạn nhé. Chúng ta ghi nhớ thông tin, nếu như học bằng cách đọc thì chỉ nhớ được 10% thôi. Học bằng cách đọc, đây cô ghi ra đây nhá, đây là cách đọc này, nhớ được 10%. Tiếp theo, nếu như các bạn chỉ nghe thôi, các bạn chỉ nghe thôi thì phần này sẽ chiếm 20%. Chúng ta chỉ lưu lại kiến thức hoặc là ghi nhớ thông tin 20% nếu như chúng ta chỉ vận dụng cách đó là nghe. Cách nghe, được chưa nào các bạn? 30% đó là gì? Đó là nhìn các bạn nhé, đó là nhìn. Đó là chúng ta học bằng cách nhìn. Vậy thì
dữ liệu mà chúng ta ghi nhớ vào bộ não của chúng ta ấy, chỉ chiếm 30% thôi. Đọc thì chiếm 10%. Các bạn chú ý này, đọc chiếm 10%, nghe chiếm 20%, nhìn thì chỉ chiếm 30%. Tức là khả năng ghi nhớ của chúng ta chỉ chiếm 30% thôi các bạn nhé. Khả năng ghi nhớ chỉ chiếm 30% qua cách mà chúng ta nhìn. Vậy thì 50% đó là cách nào? Cách học của chúng ta 50% chúng ta ghi nhớ thông tin bằng cách đó là gì? Đó là nghe cộng với nhìn. Nghe kết hợp với nhìn các bạn nhé. Nghe kết hợp với nhìn. 70% còn lại, 70% còn lại đó là do quá trình mà chúng ta trao đổi. Do quá trình chúng ta trao đổi kiến thức với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta trao đổi kiến thức với nhau. Vậy thì cái cách mà chúng ta học này, chúng ta trao đổi kiến thức với nhau, chúng ta chia sẻ lại với nhau, vậy thì sẽ giúp cho các bạn nhớ được 70% kiến thức và khả năng ghi nhớ lên tới 70%. Các bạn lưu ý nhé, khả năng ghi nhớ lên đến 70%. Bởi vì làm sao? Cô đã định hình cho các bạn đó là gì? Trí nhớ của chúng ta có 3 giai đoạn. 1 đó là nhập dữ liệu, 2 ghi nhớ và 3 đó là nhớ lại. Vậy thì nếu như chúng ta chỉ học bằng cách đọc thông thường thì chỉ nhớ được 10% kiến thức thôi các bạn nhé. Học bằng cách nghe chỉ nhớ được 20%. Nếu như chúng ta chỉ nhìn thì chúng ta cũng chỉ nhớ được 30% kiến thức. Vậy thì cái cách học mà nghe kết hợp với nhìn, chúng ta sẽ nhớ được 50% kiến thức. Và trao đổi kiến thức với các bạn khác, chúng ta sẽ nhớ được 70%. Đấy, các bạn thấy không ạ? Cái quá trình trao đổi sẽ giúp cho các bạn nhớ được 70% kiến thức. Vậy thì còn 80% và 90% còn lại đó là cách học như thế nào? Thì các bạn lưu ý này, 80% đó là các bạn ứng dụng vào thực tế. Ứng dụng, đó là phần ứng dụng. Các bạn chú ý nhé, 80% đó là phần ứng dụng. 80% đó là phần ứng dụng. 80% đó là ứng dụng. 90% còn lại đó là chúng ta dạy lại cho người khác. Chúng ta dạy lại cho người khác. Dạy lại cho người khác. Đó, các bạn hãy ghi lại, hãy ghi lại cái tam giác này, hãy ghi lại tam giác này sẽ giúp cho các bạn biết rằng là tại sao chúng ta học một kiến thức nào đó chúng ta khó nhớ, hoặc là chúng ta học rồi chúng ta lại bị quên. Vậy thì các bạn hãy xem lại xem, nếu như các bạn chỉ đọc thông thường thôi thì chúng ta chỉ lưu kiến thức lại 10%, ghi nhớ 10%, nghe 20%, học bằng cách nhìn chúng ta sẽ ghi nhớ thông tin 30%, nghe kết hợp với nhìn thì ghi nhớ thông tin được 50%. Chúng ta trao đổi với các bạn, chúng ta trao đổi kiến thức thì sẽ ghi nhớ kiến thức đó 70%. Các bạn chú ý nhé, 70%. Và tại sao môn văn cô luôn luôn nhắc các bạn đó là chúng ta sẽ nắm thật chắc những luận điểm. Nắm thật chắc đó là gì? Đó là những cái ý chính, đó là những dẫn chứng, đúng nào các bạn? Đó là những cái câu thơ để giúp cho các bạn vận dụng vào. Vậy thì phần ứng dụng đó là cái phần mà các bạn học nội dung rồi các bạn sẽ viết bài. Các bạn viết bài, vận dụng và các bạn viết bài. Vậy thì phần này sẽ lên đến 80% các bạn ghi nhớ được thông tin. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta chỉ học thông thường bằng cách đọc, nghe, nhìn không thôi chưa đủ. Chúng ta cần phải viết, chúng ta phải vận dụng và chúng ta viết các bạn nhé. Vận dụng và chúng ta viết. Vậy thì phần ứng dụng này sẽ giúp cho các bạn rất nhiều, đặc biệt là môn văn, đúng không các bạn? Môn văn nếu như chúng ta chỉ học, chúng ta chỉ đọc không thôi chưa đủ. Chúng ta cần phải viết, chúng ta cần phải luyện đề nhé. Chúng ta cần phải viết và luyện đề. Đấy. Và 90% chúng ta ghi nhớ thông tin bằng cách chúng ta dạy lại cho người khác, chúng ta chia sẻ với người khác. Đó là cái cách nhanh nhất giúp cho chúng ta ghi nhớ được dữ liệu, ghi nhớ được nội dung của bài. Vậy thì ngày hôm nay cô chia sẻ với các bạn về cái trí nhớ của chúng ta có 3 bước, được chưa nào? Có 3 bước hay là cái khác là 3 cái giai đoạn. Nhập dữ liệu là chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu qua cách đọc, qua cách nghe hay cách nhìn, đúng không nào? Chúng ta ghi nhớ đó là bằng cái cách chúng ta gì nhỉ? Chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể là vận dụng bằng cách là chúng ta viết để chúng ta ghi nhớ thông tin. Và chúng ta nhớ lại bằng cách gì đấy các bạn? Chúng ta hình dung lại nội dung, chúng ta liên tưởng lại. Liên tưởng là chúng ta hình dung lại nội dung của bài. Và một cách vận dụng vô cùng hiệu quả đó là chúng ta dạy lại cho người khác các bạn nhé. Vậy thì theo như nghiên cứu cho thấy này, nếu như
Nếu như các bạn ôn bài trong vòng 24 giờ sau khi học thì tức là chúng ta không ôn lại bài trong vòng 24 giờ sau khi học thì chúng ta sẽ quên 80% kiến thức vừa học. Các bạn như chú ý cho cô câu này nhé. Nếu như chúng ta không ôn bài này, nếu như chúng ta không ôn bài, không ôn bài trong vòng 24 giờ, trong vòng 24 giờ sau khi học, vậy thì chúng ta sẽ quên 80% kiến thức vừa học. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta sẽ quên 80% kiến thức vừa học. Quên 80%. 80% kiến thức vừa học. Đấy, các bạn lưu ý phần này nha. Nếu như chúng ta không ôn lại bài trong vòng 24 giờ sau khi chúng ta học, vậy thì chúng ta sẽ quên đi 80% kiến thức chúng ta vừa học. Đây chính là lý do tại sao rất nhiều bạn thường than phiền với cô, thường thường than phiền với các bạn khác rằng là các bạn ấy thường quên gần hết mọi thứ trước khi thi. Thường quên mọi thứ trước khi thi. Việc ôn bài sẽ tốn rất nhiều thời gian vì là chúng ta quên hầu hết mọi thứ chúng ta đã học. Có bạn nào gặp trường hợp đấy không nhỉ? Các bạn lưu ý cho cô rằng là việc ôn bài ở đây chúng ta cần diễn ra trong một cái khoảng thời gian cụ thể sau mỗi lần học nhé. Và lần ôn bài đầu tiên nên bắt đầu sau khi bạn nghỉ 10 phút. Các bạn lưu ý này, nên bắt đầu sau khi bạn nghỉ 10 phút. Và đây là khoảng thời gian bạn nhớ được nhiều nhất. Đấy, được chưa nào? Đây là khoảng thời gian bạn nhớ được nhiều nhất. Và những lần ôn tiếp theo, các bạn chú ý cho cô này, những lần ôn tiếp theo diễn ra sau 24 giờ, sau 1 tuần, sau 1 tháng và 1 quý. 1 quý tức là 3 tháng các bạn nhé, 3 tháng, 6 tháng. Đấy, chúng ta sẽ ôn lại nội dung, ôn lại những cái bài trọng tâm là như vậy. Và chính cái thời gian đó sẽ giúp cho trí nhớ của các bạn luôn luôn đạt ở cái trạng thái đó là gì nhỉ? Ghi nhớ và ghi nhớ. Đấy. Đây cô sẽ vẽ một cái mô hình, một cái mô hình như thế này để giúp cho các bạn hình dung được tại sao mà chúng ta hay quên này. Các bạn sẽ nhìn vào đây nhá. Các bạn sẽ nhìn vào đây. Cô vẽ ở đây để các bạn có dễ nhìn hơn không? Đây. Đây cô sẽ vẽ vào phần này để giúp cho các bạn hình dung dễ hơn tại sao mà chúng ta lại khó nhớ nội dung của bài. Bây giờ cô sẽ vẽ một cái hình như thế này nhé. Một cái hình như thế này cho các bạn xem này. Thực ra thì khoản vẽ không được đẹp lắm nên là các bạn thông cảm nha. 25%. Đây là 25%. Đây là 50%. Đây là 75%. Và đây là gì? Đây là 100%. Là 100%. Vậy thì kiến thức của chúng ta sau 30 phút, các bạn lưu ý này, đây là 30 phút. Đây chưa nhỉ? 30 phút. Tiếp theo đó là 1 giờ. 12 giờ. 1 ngày. 7 ngày. Cô mô phỏng thôi các bạn nhé, cô mô phỏng cái phần này để giúp cho các bạn hình dung dễ hơn này. Sau 1 tháng. Sau 1 tháng. Để xem tại sao kiến thức của chúng ta lại bị quên các bạn nhé. Chúng ta lại quên sau 1 tháng. Đây, cô sẽ kẻ lên như thế này cho các bạn dễ nhìn hơn này. Đây, sau 1 tháng. Tại sao chúng ta lại quên kiến thức được, đúng không? Đây, thì cái sơ đồ của chúng ta sẽ đi như thế này các bạn nhé. Cái sơ đồ của chúng ta sẽ đi như thế này. Sơ đồ kiến thức của chúng ta sẽ đi như thế này. Sẽ đi theo chiều xuống như thế này. Đấy. Các bạn lưu ý cho cô, đây là phần trăm gì? Nhớ được. Đây là các bạn phần trăm nhớ được.
Được chưa các bạn? Đó. Rồi để cô tăng độ sáng lên một chút nha. Giờ dễ nhìn hơn chưa các bạn ơi? Rồi đây, cô sẽ kéo lên đây một chút nữa được chưa nhỉ? Đấy. Thì các bạn lưu ý cho cô này. Đây là lý tưởng nhất, là giai đoạn cuối cùng, kết thúc trước ngày thi. Tại sao như vậy? Các bạn để ý này, đây là một cái sơ đồ để giúp cho các bạn hình dung được tại sao chúng ta quên được. Chúng ta cần phải lưu ý cho cô nhé, chúng ta lần lượt ôn bài như thế này. Đây là 30 phút. Đây là 30 phút. Chúng ta vừa học xong 30 phút, chúng ta nhớ được 100% kiến thức. 100% kiến thức. Tiếp theo sau 1 giờ chúng ta sẽ giảm đi một chút, được chưa các bạn? Giảm đi một chút này. Sau 12 giờ nếu như chúng ta không ôn lại nội dung của bài thì chúng ta sẽ giảm đi gần như là một nửa, đúng không các bạn? Đây các bạn gióng sang thì có phải là chúng ta giảm đi gần như một nửa chứ nhỉ? Gần như một nửa. Tiếp theo, sau 1 ngày nếu như chúng ta không ôn lại nội dung của bài, chúng ta sẽ lại quên đi. Không còn được một nửa nữa các bạn nhé. Rồi sau 7 ngày này, kiến thức của chúng ta đã ngắn dần đúng không? Tức là cái lượng kiến thức của chúng ta ít dần. Đấy. Sau 1 tháng nếu như chúng ta không ôn thì chúng ta sẽ phải quay trở lại điểm bắt đầu. Điểm bắt đầu các bạn lưu ý nhá. Đây. Tại sao cô luôn nhắc các bạn là chúng ta cần ôn lại bài. Cứ ôn một nội dung cũ trước khi chúng ta chuyển sang nội dung mới. Đây là phần trăm chúng ta nhớ được. Sau 30 phút chúng ta nhớ được 100%. Sau 1 giờ giảm xuống này, 12 giờ, 1 ngày, 7 ngày và 1 tháng. Các bạn đã biết được lý do tại sao chúng ta lại quên kiến thức chưa nhỉ? Đấy, hai sơ đồ được chưa nhỉ? Hai cái biểu đồ để giúp cho các bạn hình dung rõ hơn này. Các bạn chú ý cho cô này, các bạn ôn tập theo phương pháp này sẽ tiết kiệm. Có tiết kiệm một thời gian hay không? Tức là theo cái phương pháp truyền thống mà các bạn học ấy, và chỉ ôn trước khi thi ấy, thì khi đó các bạn đã quên 80% đến 90% kiến thức rồi. Như vậy là chúng ta sẽ không củng cố lại được cái kiến thức, mà là do chúng ta quá trình mà chúng ta học ấy, chúng ta không có việc có cái khả năng mà chúng ta vận dụng lại, chúng ta luyện tập lại, thì chúng ta sẽ bị quên những gì mà chúng ta đã học. Do đó là các bạn cần phải lưu ý cho cô, trong quá trình mà chúng ta ôn kiến thức cần phải lặp đi lặp lại đủ các bạn nhé. Luôn luôn chú ý cho cô, lặp đi lặp lại. Cái từ khóa này cô luôn luôn nhấn mạnh cho các bạn, đó là cần phải lặp đi lặp lại, được chưa nhỉ? Lặp đi lặp lại. Vậy là vừa rồi cô đã định hướng cho các bạn về cái cách để giúp cho các bạn hình dung được xa tại sao trí nhớ của chúng ta tiếp nhận kiến thức như thế nào và tại sao chúng ta lại quên, được chưa các bạn? Trí nhớ này có 3 giai đoạn: 1 nhập dữ liệu, 2 ghi nhớ, 3 nhớ lại. Cô Thắm nhấn mạnh lại các bạn một chút nhé. Và chúng ta hãy vận dụng những cách học thông minh bằng cách là gì? Hãy đọc, nghe, nhìn. Chúng ta sẽ kết hợp và sau đó các bạn trao đổi. Đặc biệt hơn, các bạn sẽ vận dụng, các bạn sẽ ứng dụng vào trong những cái bài viết của các bạn. Và điều quan trọng để chúng ta nhớ được kiến thức một cách gần như tối đa thì hãy dạy lại cho các bạn khác, được chưa nào? Đấy là cái hình tam giác để giúp cho các bạn. Và nếu như các bạn không ôn bài trong vòng 24 giờ sau khi học, vậy thì chúng ta sẽ quên đi 80% kiến thức chúng ta vừa học các bạn nhé. Lưu ý cho cô, học bất cứ một nội dung nào chúng ta cần phải lặp đi lặp lại đủ số lần. Lặp đi lặp lại đủ số lần. Các bạn có hiểu phần này không nhỉ? Cô có nói có nhanh quá không các bạn ơi? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Cô dành ra 30 giây cho các bạn comment xuống phía dưới để chúng ta tiếp tục chuyển tiếp sang một nội dung tiếp theo nha các bạn. Các bạn có thể comment những gì mà các bạn học được xuống phía dưới này. Các bạn xem có nhanh quá không này, các bạn có hiểu phần này hay không. Đó, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới để cô chuẩn bị định hướng cho các bạn phần tiếp theo nha. Ba mươi giây cho các bạn comment xuống phía dưới này. Phần này có nhanh quá không các bạn? Chuẩn bị chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là phương pháp đọc sách hiệu quả. Cô sẽ dành ra cho các bạn 30 giây, các bạn comment xuống phía dưới. Cô không nói nhanh ạ, em hiểu bài.
Rồi, cái phần này cực kỳ là hay. Cô nghĩ rằng nếu như các bạn vận dụng được những kiến thức này vào thì không chỉ lớp 10, lớp 11 mà cả lớp 12 và kể cả sau này, các bạn đọc bất cứ một nội dung nào hay đọc bất cứ một cuốn sách nào, các bạn cũng đều có thể ghi nhớ gần như là tối đa thông tin các bạn nhé. Ở những bạn nào mà khó nhìn thì các bạn có thể là cố gắng nghe hoặc là chúng ta sẽ lưu lại, share lại cái bài viết này, cái livestream này. Rồi, bây giờ cô sẽ chia sẻ với các bạn phần tiếp theo, đó là phương pháp đọc sách hiệu quả. Phương pháp đọc sách hiệu quả. Hay nói khác là phương pháp đọc sách thông minh ấy. Rồi, nó sẽ có các bước như thế này các bạn nhé. Một là ôn bài hiệu quả, rồi em muốn đi đâu cũng có cô theo. Ô thế à, tuyệt vời quá nhở. Rồi, ngay sau đây thì cô Thắm sẽ chia sẻ với các bạn về cái phương pháp đọc sách hiệu quả nha các bạn ơi. Rồi, cô sẽ vẽ một hình con thỏ ngộ nghĩnh nha. Hy vọng là các bạn sẽ không bị giật mình. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu phần tiếp theo thôi nào. Ngay sau đây cô Thắm sẽ tiếp tục định hướng cho các bạn, hay nói cái khác là chia sẻ với các bạn về cái phương pháp đọc sách thông minh, phương pháp đọc sách hiệu quả. Em chào cô, em mới học toán xong là bay sang đây liền. Cô chào Thùy Trang nhé. Cô chào Huyền Trang. Thùy Trang và Huyền Trang vào cùng một lúc nhỉ. Rất là tuyệt vời. Ngay sau đây cô sẽ định hướng cho các bạn này, các bước để giúp cho các bạn đọc sách một cách hiệu quả. Đọc sách bất kỳ một cái cuốn nào, không chỉ là sách văn các bạn nhé, bất kỳ một cái cuốn sách nào các bạn cũng có thể vận dụng phương pháp này vào nha các bạn. Bất kỳ một cuốn sách nào các bạn có thể vận dụng phương pháp. Ngay sau đây cô Thắm sẽ chia sẻ với các bạn 7 bước để giúp cho các bạn đọc sách hiệu quả hơn. Có 7 bước các bạn nhé. Có 7 bước. Rồi. Bước 1. Bước 1. Cô sẽ chia sẻ với các bạn này từng bước. Bước 1 đó là gì? Bước 1 đó là gì? Đó là xác định mục tiêu đọc sách. Các bạn đã nghe phần này chưa nhỉ? Xác định mục tiêu đọc sách. 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 Ví dụ nhá, bây giờ các bạn cầm một cuốn sách trên tay này. Và các bạn lưu ý cho cô này, mục tiêu của chúng ta đọc cuốn sách đấy để làm gì, đúng không? Chúng ta đọc cuốn sách đấy để làm gì? Ví dụ như chúng ta đọc một cuốn sách về kỹ năng này, chúng ta muốn thuyết trình hay hơn, chúng ta muốn giao tiếp hay hơn, chúng ta muốn nói hay hơn, hay là chúng ta muốn ghi nhớ một nội dung chẳng hạn như là môn văn chẳng hạn, chúng ta muốn có bài viết hay hơn này, viết bài sâu sắc hơn. Vậy thì tất cả những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra ban đầu cần phải làm sao nhỉ? Lưu tâm cho cô. Bông bé. Đúng rồi, bông bé đang tăng tên người bạn của mình vào, rất là tuyệt vời. Các bạn lưu ý cho cô này. Ví dụ nhé, tôi quyết tâm đọc hết cuốn sách và thực hành theo cuốn sách đó. Đó cũng là một cái câu mà tuyên bố để giúp cho chúng ta có thêm động lực trước khi chúng ta đọc cuốn sách đó. Đúng không nào? Chúng ta đọc cuốn sách đó trong bao lâu? Chúng ta đọc lại mấy lần và thời gian chúng ta đọc lại? Các bạn xác định cho cô trong bước 1. Trong bước 1 sẽ có những cái điểm lưu ý như thế này. Điểm lưu ý như thế này. Điểm lưu ý như thế này. Các bạn đọc cuốn sách đó trong bao lâu? Đọc trong bao lâu này? Các bạn đọc trong bao lâu? Tiếp theo. Các bạn đọc lại mấy lần? Đọc lại mấy lần? Đấy là bước đầu tiên. Lưu ý cho cô, bước đầu tiên xác định mục tiêu đọc sách. Đọc sách để làm gì? Đọc sách để làm gì? Đọc sách nhằm mục đích gì đấy? Thì các bạn lưu ý cho cô mục tiêu chúng ta đọc sách. Bước thứ hai.
Bước thứ hai, các bạn lưu ý cho cô, hãy chuẩn bị cho cô một quyển vở hay là một cuốn sổ ghi chú, được chưa nhỉ? Bước 2 lưu ý cho cô nhá. Bước 2 đó là gì đây? Bước 2 chúng ta cần lưu ý đó là chuẩn bị một quyển sổ ghi chú. Chuẩn bị sổ ghi chú. Tại sao lại chuẩn bị một quyển sổ ghi chú? Bởi vì khi mà các bạn có một cái cuốn sổ ghi chú nhá, thì các bạn sẽ ghi chú lại những kiến thức viết ra từ những gì mà các bạn hiểu này, bằng giọng văn và cách mà các bạn suy nghĩ, cách các bạn suy nghĩ về cái cuốn sách, về cái câu văn, về cái bài văn đó, hoặc là về cái nội dung của cuốn sách đó. Và sau đó thì các bạn áp dụng trong thực tế. Sau đó các bạn áp dụng cho thực tế, được chưa nhỉ? Cô chào Phượng Thu, cô chào Thùy Linh, cô chào Thiên Tỷ nhá, cô chào bà Hoàng, rất là tuyệt vời. Các bạn lưu ý cho cô này, bước 1 chúng ta xác định mục tiêu đọc sách, bước 2 chúng ta chuẩn bị một quyển sổ ghi chú để giúp cho chúng ta ghi lại những từ khóa, chúng ta ghi lại bằng cái giọng văn, bằng cái cách suy nghĩ của chúng ta các bạn nhé, và sau đó chúng ta sẽ vận dụng vào trong thực tế các bạn ạ. Rồi cách 3 nhá, cách hay nói cái khác là bước 3 này, bước 3 Bước 3 đó là gì? Cách đọc sách. Các bạn chú ý cho cô này, bước 3 đó là cách đọc sách. Cô sẽ cho các bạn biết được cái cách đọc sách như thế nào hiệu quả này. Cách đọc sách. Đây các bạn lưu ý cho cô về cách đọc sách. Đầu tiên các bạn xem cho cô cái gì đó là xem mục lục nhá các bạn nhá. Xem mục lục này. Phần tiếp theo các bạn xem cho cô lời giới thiệu. Lời giới thiệu. Thứ ba, các bạn có thể xem lời tựa hay lời nói đầu. Đấy, thì các bạn chú ý cho cô ngay phần đầu tiên. Lời kết luận này, hay là phần kết luận, tóm tắt. Phần kết luận, phần tóm tắt ở cuối sách các bạn nhé. Rồi, chú ý cho cô này, đọc từng cụm từ 5 đến 7 từ một. Đọc cụm này. Từ 5 đến 7 từ. 5 đến 7 từ. Sau đó các bạn sẽ dùng vật chỉ khi đọc sách, ví dụ như là bút này hoặc là tay các bạn cũng được. Chúng ta sẽ tập trung đọc liên tục trong khoảng thời gian từ 25 đến 30 phút. Chúng ta sẽ tập trung này. Tập trung đọc yếu tố quan trọng trong quá trình đọc sách để ghi nhớ thông tin, đó là tập trung. Từ khóa đó là từ khóa tập trung. Đọc trong khoảng thời gian từ 25 đến 30 phút. 25 đến 30 phút. Sau đó các bạn sẽ nghỉ lao và chúng ta lại tiếp tục đọc tiếp. Bước 4. Bước 4 cô Thám chia sẻ với các bạn, đó là chúng ta sẽ ghi chú. Các bạn sẽ ghi chú lại cho cô thông tin. Ghi chú này. Ghi chú. Các bạn ghi chú lên sách bằng cách đó là gì? Bằng cách các bạn gạch chân này. Các bạn có thể ghi chú bằng cách các bạn gạch chân. Các bạn có thể ghi chú bằng cách gì nữa? Các bạn có thể là chú thích lên bằng những cái từ khóa. Các bạn có thể chú thích bằng những cái từ khóa nhé. Chú thích này. Bằng từ khóa này. Rồi, còn gì nữa? Các bạn có thể là sử dụng những cái bút màu. Đấy, bút màu. Để chúng ta có thể gạch chân những cái đoạn mà các bạn cho rằng là tâm đắc nhất. Để khi mà các bạn đọc lại, các bạn chỉ tập trung vào đó thôi. Thì đó chính là những cái ý chính này. Những cái từ khóa chính các bạn gạch chân, hay là bôi đỏ, bôi đậm cái phần đó lại nhé. Rồi, bước 5. Bước 5. Ghi bút này mất rồi. Bước 5 này. Các bạn chú ý cho cô, ở bước 5 chúng ta sẽ thực hành từ sách. Bước này cực kỳ quan trọng. Thực hành. Đó là thực hành. Thực hành. Các bạn sẽ áp dụng kiến thức này vào cuộc sống và thực hành nó. Biến kiến thức này trở thành 100% của các bạn. Hãy biến. Có một câu rất là hay, đó là biến này. Kiến thức. Hãy biến kiến thức mà các bạn học được thành
biến kiến thức này trở thành 100% là của bạn, là của các bạn. Được chưa các bạn? Đấy là gì nhỉ? Đấy là bước 5. Sang đến bước tiếp theo, cô sẽ chia sẻ với các bạn bước này vô cùng quan trọng. Mà khi nãy thì cô cũng đã định hướng với các bạn, nếu như các bạn xem ở phần đầu tiên ôn bài cũng có đề cập đến vấn đề này rồi. Đó là gì? Đó là ở bước 6 chúng ta sẽ liên quan đến từ khóa, đó là từ khóa chia sẻ. Từ khóa chia sẻ. Chia sẻ chính là cái cách để giúp cho các bạn ôn lại những kiến thức mà các bạn chắt lọc được khi các bạn đọc, và chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ quên vì nó là của các bạn. Đấy nhá, lưu ý cho cô, đã 6 bước rồi, vậy là bước cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu điều gì đây các bạn? Bước 7. Ở bước số 7 các bạn sẽ tập thói quen đọc sách. Tập thói quen đọc sách. Thói quen, hay nói cái khác là hình thành thói quen đọc sách. Trước đây thì cô đọc sách cũng không có nhanh đâu các bạn ạ. Và sau khi mà cô biết được những cái phương pháp như thế này thì cô đã vận dụng vào trong quá trình học của mình, trong quá trình mà cô giảng dạy cũng như là đọc sách. Vậy thì khi mà cô vận dụng được những kiến thức này thì mỗi một ngày cô có thể là đọc được một cuốn sách hoặc hơn một cuốn. Như vậy là chúng ta đã rút ngắn được cái thời gian để chúng ta đọc sách của chúng ta, đúng không nào? Mà trước đây nếu như cô thắm đọc một cuốn sách có khi là mất cả một tuần, thậm chí là một tháng chỉ đọc được một cuốn sách thôi các bạn ạ. Một tháng chỉ đọc được một cuốn sách thôi. Nhưng bây giờ thì cái khả năng mà đọc sách đã nhanh hơn rất là nhiều. Nhanh hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là sau mỗi một cuốn sách, cô đã ghi nhớ lại những cái kiến thức ở trong những cuốn sách mà có thể giúp cho cô trong cuộc sống rất là nhiều chủ đề về giao tiếp, về kỹ năng đó. Thì những bạn nào có mong muốn đọc sách này hoặc là chưa biết cách lựa chọn sách như thế nào thì cũng có thể là inbox trực tiếp cho cô. Cô sẽ định hướng cho các bạn bằng những gì mà cô Thám đã trải nghiệm, bằng những gì mà cô đã học được, sẽ chia sẻ lại bằng 100% năng lượng cho các bạn nhé. Rồi ở bước thứ 7 này, tập thói quen đọc sách tức là gì? Mỗi ngày các bạn sẽ dành ra một ít thời gian trong ngày, khoảng 30 phút các bạn nhé. Chúng ta sẽ dành ra khoảng 30 phút, ít nhất là 30 phút hoặc vài giờ cuối tuần để chúng ta đọc sách, hoặc là vài giờ để chúng ta đọc sách. Với cô thì không quan trọng là các bạn đọc bao nhiêu sách, mà điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ đọc hiểu và áp dụng được bao nhiêu trong cuốn sách đó. Chúng ta có thể là ban đầu tiên mới đọc sách thì chúng ta đọc ít nhưng chúng ta chất lượng tốt hơn nhiều so với việc là chúng ta đọc rất nhiều nhưng chúng ta lại không nhớ hay là không hiểu nội dung, được chưa các bạn? Vậy thì ngày hôm nay cô chia sẻ với các bạn những cái kiến thức này, hy vọng rằng là sẽ giúp ích cho các bạn ở phần nào đó. Trong khoảng thời gian tới, em đọc 3-4 bữa hết cuốn rồi, em quên luôn ăn cơm. Rất là tuyệt vời. Ủ bộ đó lâu rồi. Chia sẻ là kể cho người khác nghe hả cô? Chia sẻ ở đây là chúng ta học được một nội dung nào đó, chúng ta chia sẻ lại. Ví dụ như là bạn ơi, ngày hôm nay là mình có học được một nội dung này, mình có thể chia sẻ với bạn. Bạn nghe và sau đó thì bạn có thể là nhận xét về những gì mà mình chia sẻ. Đấy, cũng là cái cách mà giúp cho chúng ta nhớ lại kiến thức. Cách học nhanh nhất đó là chia sẻ lại các bạn nhé. Đấy, như vậy là ngày hôm nay thì cô chia sẻ với các bạn về hai mảng nội dung khá là quan trọng. Một đó là ôn bài hiệu quả, đúng không các bạn? Và hai đó là gì? Đó là phương pháp đọc sách. Và cô hy vọng rằng là khoảng thời gian tới các bạn sẽ vận dụng những kiến thức này vào trong quá trình mà các bạn đọc sách nha. Và ngay sau đây thì cô cũng sẽ định hướng cho các bạn một chút. Vì ngày hôm nay thì cô thấy rằng có rất là nhiều bạn inbox cho cô hỏi rằng là những cuốn sách của cô hiện tại là như thế nào, bổ trợ cho các bạn ra sao, đúng không nhỉ? Vậy thì bây giờ cô sẽ chia sẻ với các bạn nhanh một xíu thôi nha, một xíu thôi. Bởi vì ngay sau khi kết thúc này, buổi live này thì cô sẽ có một cái lớp định hướng lớp 12 nữa. Chúng ta sẽ cùng xem một vài tin nhắn các bạn nhé. Chúng ta sẽ xem một vài tin nhắn mà các bạn gửi đến cho cô này. Ở đây này, ví dụ như là hàng bún,
Em học kết hợp từ bài giảng của cô trên lớp và tham khảo thêm sách của cô. Mỗi ngày em chỉ học một bài thôi. Tức là bạn ấy học chắc một bài thôi, sau đó bạn mới học các bài khác. Sách đã có những ý chính nên em học vào rất là nhanh. Đấy. Với ngoài ra thì em còn học thêm quyển nâng cao nữa nên là cái việc mà viết văn cũng trở nên dễ dàng hơn. Đấy là những gì mà bạn ấy đã chia sẻ với cô vào buổi hôm trước. Đấy. Đây điểm 10 chất lượng. Đấy. Vậy thì những cái dòng chia sẻ này hầu như là của hôm qua và hôm kia. Đây, hay là của bạn Mai Hoa này. Cô ơi em bận quá giờ mới inbox cho cô. Em thi văn được 9 rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Thi văn được 9 này. Các bạn ấy cũng đã vận dụng những kiến thức, những cái buổi live của cô vào. Và trước đó thì cô chưa định hướng cho các bạn về cái phương pháp đọc sách như thế nào cả. Vậy mà các bạn ấy đã vận dụng được rất là tối đa. Đấy. Rồi tiếp theo, có rất là nhiều bạn đã được điểm cao cho kỳ thi vừa rồi. Cô cũng gửi lời chúc mừng tất cả các bạn. Ví dụ như là Đỗ Chuyên Thái Bình này, Chuyên Thái Nguyên này, hay là Mộc Dĩ Thành Châu 8 điểm này. Đấy. Hay là Trần Thư được 8,5 điểm này. Những bài giảng này đấy. Thì các bạn có thể thấy không, ngoài cái việc mà chúng ta học ở trên livestream thì chúng ta cũng có thể là vận dụng những kiến thức từ những cuốn sách. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể học bằng cách đó là gì nữa? Chúng ta chia sẻ lại kiến thức cho các bạn này. Và đặc biệt là chúng ta cần phải có cái kỹ năng đó, kỹ năng viết bài nữa các bạn nhé. Các bạn điểm cao quá, ngưỡng mộ ghê. Bông bé yêu quý, cô thấy rằng là bông bé điểm cũng rất là cao đúng không nhỉ? Ngay sau đây thì cô sẽ định hướng cho các bạn một chút về những gì mà các bạn sẽ tìm hiểu ở trong cuốn sách của cô nhé. Trong cuốn sách này sẽ có những gì các bạn lưu ý cho cô này. Đầu tiên đó là cuốn hệ thống tác phẩm trọng tâm. Ở đây thì có cơ bản và nâng cao, phân tích và bổ trợ kiến thức cơ bản cho các bạn. Cơ bản và nâng cao học kỳ 1, học kỳ 2, lớp 10 và cả lớp 11 các bạn nhé. Thì ở trong phần này sẽ giúp cho các bạn, phần đầu tiên này, các bạn để ý này, chuyên đề đầu tiên rất đặc biệt đó là giúp cho các bạn cách học môn văn trung học phổ thông hiệu quả bằng cách đó là xác định mục tiêu học tập. Đấy các bạn thấy nhá nhỉ? Chuyên đề đầu tiên cô đã để đó là cách học môn văn hiệu quả. Các bạn ơi, các bạn hãy ghi lại cái mục tiêu mà các bạn mong muốn đạt được môn văn ở lớp 10, lớp 11 vào phần này các bạn nhé. Đây cô đã trích một cái ô cho các bạn ghi vào phần này. Và cô ghi rằng kỷ luật mới tạo ra sức mạnh. Kỷ luật mới tạo ra sức mạnh các bạn nhé. Sau đó thì mới đến các cái chuyên đề kiến thức bổ trợ cho các bạn. Đây, những cái chuyên đề kiến thức bổ trợ cho các bạn từ cơ bản đến nâng cao. Đấy là cuốn hệ thống tác phẩm trọng tâm. Và ở trong cuốn này thì khi mà các bạn sở hữu cuốn này thì các bạn cũng được tặng gì nhỉ? Được tặng một bộ đề đọc hiểu. Được tặng một cái bộ đề đọc hiểu như thế này nhá. Được tặng bộ đề đọc hiểu như thế này. Được tặng bộ đề đọc hiểu như thế này. Rồi, tiếp theo đó là gì nhỉ? Đó là cuốn Chinh Phục Nghị Luận Xã Hội. Ở cuốn này thì có một cái điều đặc biệt hơn. Đó là thứ nhất là sẽ khác hơn so với cuốn ở cấp 2. Đó là cuốn mà các bạn đã sở hữu, một số bạn đã sở hữu đấy. Thì ở phần này sẽ có một cái mảng chuyên đề rất là quan trọng mà cô thấy rằng là sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều trong quá trình mà các bạn học. Đó là gì? Đó là nghị luận xã hội về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học. Và đặc biệt đây là vấn đề chỉ đặt ra trong chương trình ngữ văn trung học phổ thông thôi các bạn nhé. Chỉ trung học phổ thông thôi. Vậy thì tất cả những kiến thức mà cô Thắm bổ trợ cho các bạn ở cấp 2 thì các bạn cũng sẽ lưu giữ lại phần đó nhé. Kể cả cuốn, ví dụ như cuốn sổ tay, các bạn cũng có thể vận dụng được trong quá trình mà các bạn học cấp 3 này. Kể cả cuốn nghị luận xã hội đấy. Thì tất cả những cái gì mà cô chia sẻ với các bạn thì các bạn hãy lưu giữ lại. Cô nghĩ rằng đó là những người bạn, đó là những người bạn, đó là những người bạn của các bạn. Đó. Những bạn nào mà mong muốn sở hữu cuốn này thì có thể inbox trực tiếp cho cô. Ngày hôm nay thì cô cũng đã gửi rất là nhiều đơn đến cho tất cả các bạn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Và có thể là từ hôm nay thì sau thứ ba, thứ tư đến khoảng thứ tư, thứ năm thì các bạn đã nhận được cả sách và quà trong cái đợt ưu đãi này rồi nhé. Và cô hy vọng rằng là buổi live ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mà các bạn học tập. Đấy, thì hy vọng rằng là những cái buổi live tiếp theo sẽ bổ trợ cho các bạn những kiến thức, giúp cho các bạn xác định được điểm mạnh của các bạn này, giúp cho các bạn tìm được ra cái cách học môn văn trung học phổ thông, tức là từ lớp 10 hiệu quả.
Các bạn có câu hỏi gì có thể là comment xuống phía dưới nhé. Vậy là buổi live của cô Thắm đến đây là kết thúc rồi. Cô sẽ dành ra ít nhất là từ 1 đến 5 phút cho các bạn đưa ra những cái câu hỏi, đưa ra những vướng mắc hoặc là những cái điều mà các bạn đang băn khoăn, đang lo lắng về một vấn đề nào đó, thì có thể inbox trực tiếp cho cô hoặc có thể comment ngay ở livestream này. Cô sẽ là người tháo gỡ những cái vướng mắc của các bạn nha. Cô chào Uyên Nhi, cô chào Ngọc Y. Rất là tuyệt vời. Đấy. Chú ý nhá, hãy ghi lại tất cả những kiến thức buổi học ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều đấy. À, bông bé ơi, cô gửi thông tin qua tin nhắn nhé. Cô gửi thông tin qua tin nhắn cho em. Thông tin ưu đãi cũng như là quà tặng. Đấy. Và có thể là sang tuần là chúng ta sẽ bắt đầu những cái kiến thức đầu tiên lớp 10 rồi. Chúng ta sẽ không chờ đợi nữa. Ở đây có bạn nào thi khối C không nhỉ? Bạn nào thi mong muốn thi tới đây sẽ thi môn văn ấy. Nếu như các bạn có khả năng tự học thì các bạn có thể tham khảo những cuốn sách là được rồi Phương Thảo nhé. Chúng ta sẽ học bằng cái cách mà chúng ta đọc sách cũng được. Không nhất thiết là chúng ta phải học quá nhiều lớp học thêm. À, Thanh Hải ơi, inbox trực tiếp cho cô sẽ gửi thông tin về sách cũng như thông tin về quà tặng nha. Về quà tặng, về ưu đãi nữa. Cô cảm ơn Thu Trang, chúc Thu Trang tối nay ngủ thật là ngon này. Cô chào Nguyễn Như, lâu lắm rồi không thấy em. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn nhé. Thanh Hải và Bông Bé, inbox trực tiếp cho cô nha. Thì lát nữa cô sẽ tạo đơn cho các bạn và sáng mai cô sẽ gửi đơn cho các bạn. Đấy, cuối cùng thì cô gửi lời chúc đến tất cả các bạn buổi tối ngày hôm nay có một buổi tối thật là ý nghĩa, một buổi tối thật là vui vẻ. Và cuối cùng thì chúc các bạn ngủ ngon, mơ một giấc mơ thật đẹp. Chúc gia đình của các bạn cũng có một giấc mơ thật là đẹp. Và ngày mai khi các bạn thức dậy, các bạn sẽ có thật nhiều năng lượng để chúng ta, ví dụ như chúng ta đọc sách này, chúng ta vận dụng, chúng ta tìm hiểu những cái cuốn sách. Được chưa nhỉ? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhé. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các em ở buổi live tiếp theo. Cô cảm ơn Ái Sương, cô cảm ơn Thu Hường nhé. Cô cảm ơn Bông Bé, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn Nguyễn Như.